Ngày 20 tháng 12, huyện Định Hóa tổ chức công bố quyết định thành lập câu lạc bộ xe đạp thể thao huyện Định Hóa. Tới dự buổi lễ có ông Lý Đức Tú, Chánh văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Nguyễn Khắc Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, ông Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện. Câu lạc bộ xe đạp thể thao huyện Định Hóa hoạt động trên tinh thần tự nguyện của đông đảo các thành viên có chung sở thích, tinh thần rèn luyện thể dục thể thao. Hiện câu lạc bộ có trên 50 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Trong thời gian qua, câu lạc bộ đã duy trì hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thể dục thể thao quần chúng khác trên địa bàn huyện, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương ghi nhận những hoạt động mà câu lạc bộ đã triển khai trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, việc thành lập câu lạc bộ đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho đối tượng yêu thích bộ môn xe đạp, giúp thành viên sống vui, sống khỏe, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung và môn xe đạp thể thao nói riêng trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Ông Lý Đức Tú, Chánh văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam cùng các câu lạc bộ xe đạp trong và ngoài tỉnh đã tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ xe đạp thể thao huyện Định Hóa.